Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là evowar.io nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy cho mình một like nha, một comment và một chia sẻ. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Rồi, chém được hàng to ha. Quá đã luôn. Rồi, ok, chém được hai hàng to. Lên phát không có tệ lắm đâu. Đã kiếm được khoảng 7.000 điểm à. Chế mấy thằng to ổn phết anh em. Chém luôn, còn đợi chờ gì nữa nhờ. Mình chém rất nhanh, bọn này không phải cái gọi là chém nhau này anh em ơi. Đâu rồi? Hello. Có ai đây không? Quá, tự nhiên lại chém được. Hay quá. Tuyệt vời. Lao rất nhanh. Tốc độ là bàn thờ luôn. Hay, tuyệt vời. Ghê. Chém rồi, chuẩn bị chém. Ok. Chém được vài con anh em, 34.000. Không phải là ít điểm lắm mà không phải quá nhiều điểm lắm. Chúng ta hoàn toàn đánh được nhá. Là rất là ổn luôn. 6 phút 47 giây. Cố lên nào. Hello, hay quá. Và chém, quả này chém tốt thật. Chém thật sự tốt rồi. Top 2 luôn, lên top 2 luôn. Fan Pop Bros, fan Thành Enzy lắm tê nhờ. Ok. Rồi. Ok anh em. Ok. Hay. Ui giời, kiếm chậm thế nhờ. Chúng ta chém chậm quá anh em à. Chém hơi chậm à. Rồi chúng ta... Ui, lại phải xem quảng cáo đến mấy giây ạ. Hôm nay tôi giờ xem quảng cáo đến 16 giây thôi anh em nhé. Chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Chúng ta top 10. Hơn 5 phút thì mới lo. Hơn 5 phút thì lo anh em ạ. Cái này thì không lo lắm. Bình thường. Rồi, chém nhanh đấy. Bây giờ chém khá nhanh. Dạ. Yeah. Em mình thấy chém ổn. Ủa, bây giờ lại lòi ra một con ở bên này. Đúng là thằng lừa đâm đít thì khó chịu ghê anh em nhỉ. Lách tốt thế nhở, lách tốt ghê anh em. Chém đó. Ôi ôi, mình cứ nhử làm cái gì ê chứ nhở. Hơn 4 phút nữa này, chạy hẳn, đừng có nhử anh em. Kinh nghiệm của mình là đừng có nhử. Nửa toàn chết thôi. Kinh nghiệm của mình là như vậy. Chơi rất là nhiều và chết rất là nhiều. Top 1 cũng rất là nhiều anh em. Không được luôn. Rồi ok, trở lại à. Có nào chéo đấy thôi nhỉ. Nếu có nào chéo đấy thôi. Quay thẳng mặt thì không ăn được mình. Một luôn à. Cho mình cố gắng là phải hạ thêm nhiều con tí anh em. Tuyệt vời, hay quá. Lên trên này được anh em ạ. À. Mình hơi giật mình nhá. Tí là mình bị nó hạ.
ok, còn hơn 3 phút nữa anh em, bình tĩnh. Rồi, ok. Hạ mấy con bé bé trước à. Reload. Ok, sang góc rồi đi anh em. Sang góc ở trước à. Chúng ta cứ bình tĩnh, 250 mấy nghìn rồi. Ăn mấy con nhỏ nhỏ tích tiểu thành đại đấy anh em. Đấy. Đồng thế nhở, chỗ này đồng ghê. Được rồi. Rồi ok. Chúng ta đời cuối rồi. Bây giờ cứ thế mà đánh thôi, thế mà chiến thôi. Bây giờ mình phải đứng ở trong này thế mà chiến thôi. Ra ngoài và kiếm thêm mấy con nhỏ nhỏ mà ăn thôi. Thế thôi, đơn giản mà, né hết cái bọn này ra. Bây giờ cứ kiếm điểm là thắng thôi anh em, dễ rồi. Hơi gọi là hơi lệch cái là toang nhá. Fun Pop Bros. Tuyệt vời, hơn 350 mấy nghìn điểm rồi này. Không tệ lắm hả? Mình lừa. Mình mất luôn 100 điểm rồi à. Chém nhau đi bạn. Các bạn cứ chém nhau đi. Còn hơn 1 phút nữa, tôi đi kiếm thêm một vài con nho nhỏ tôi ăn thôi. Thế thôi. Cuộc đời chỉ cần thế thôi, bây giờ là khó xuống top lắm anh em. Trừ khi là có cái sự kiện gì đó. Teleport ngay gần đây luôn thì thịt mạng thôi anh em. 388 à? Khá là căng nhỉ. Không biết đường nào một lần. Ông cũng chết liên tục ấy. Vẫn chết mà. Thật ra vẫn chết. Mấy con này cứ để tự chém nhau đây anh em. Mình kiếm mấy con to to. Đấy. Kiếm mấy con to to đánh đấy. Cái bản đời cuối rồi nhưng mà khá khỏe à. Ta hạ mấy con ở trong góc trước. Mất top rồi anh em ơi, mất top rồi, biết làm nào, mất top rồi, không ăn được cái con to cơ, ờ không, tôi vẫn đang top mà, anh em kia chết à, ok, 490 mấy à, cứ bình tĩnh, top rồi. Kêu muốn quay trở lại nên không giữ bình tĩnh à? Ok anh em, top dễ quá nhỉ? Chết hai lần anh em ạ. Fan Thành Eji, Fan Vũ Lít, Fan Pop Bros, ôi nhiều thế. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em.